Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay anh em mình cùng nhau quay trở lại xem những trận đấu siêu kinh điển của Liên Server nha anh em. Thì đợt này ông DK ông bá. Nhưng mà nói chung là ông DK ông top 1 Liên Server lịch chiến rồi. Cho nên là ông bá cũng không có điều gì mà căng thẳng cả. Nhưng đây là một trong những trận không phải đơn giản mà thắng là đơn giản là thắng đâu anh em. Phải 5 trận thắng 3. Đó. Phải như thế rồi tự nhiên thằng một thắng chẳng hai thắng tự nhiên thằng ba thằng bốn thua bắt đầu giật thịt rồi là quýu người hết trơn rồi ship tè le tét lét hết trơn rồi nhưng không ship anh em nói chơi thôi chứ ông để từ đầu tới cuối ông để y gan vậy em nhìn vị trí là biết liền gì không ông để y gan đúng một đội hình nè hai bên hình như là đều vậy thì phải à ông này ông có thay đổi nè em thấy không ông Ken này ông có ship còn ông này ông cứ để nguyên luôn. Đây thì có thay đổi vị trí nè, hứa chữ vị trí số 2, võ thánh số 2. Rồi ok, mình sẽ cho anh em xem trận thứ tư và trận thứ năm nha. Tại vì hai trận này khá là căng đây. À, 9 tỷ 9 chơi với 8 tỷ mốt. Và cái kèo mà 8 tỷ mấy chơi với lại 7 tỷ mấy ở bên S1. Đúng rồi, cộng 1 á. Thì em không còn bất ngờ khi mà mình like hôm qua rồi. Mình like hôm qua là quá rõ ràng rồi anh em. Phải nói tôi không ngờ mà ông T ETH mà ông thua ông Hạnh Vi phải như thua ông Gia Cát Tứ thì tôi cũng không bất ngờ nên tại vì kèo đó là Gia Cát Tứ có thể lật được nhưng mà không nghĩ là thua Hạnh Vi. Ok thì bây giờ mình sẽ vô mình xem cái trận của ông Ken chơi với lại ông DK nha. Là võ thánh từ Mỹ bên kia vẫn là ship đầu tiên gắt phải nhưng mà gió thách bên này còn có một máu thôi kìa máu đấm sao đỡ nổi đây hình như anh em thấy cái gì lạ lạ không hình như thú của ông thú con đi cây này ông bỏ đi con hoa tiên thì phải cho nên nộ ở bên tem bên tay trái nè nộ của ông Ken thì còn nhiều vãi nồi luôn đúng không anh em nhìn thấy đúng không trời ơi vô thánh nó lực tại vì mới vô thấy còn có miếng máu mà nó không bây giờ mấy ông này đâu có xài quá đà đâu mà máu nhiêu đó là nhiêu đó luôn đó anh em quấn phần trăm máu không ở không nói luôn không kịp hồi sinh chết một phát một đống thắng lên sao hồi sinh mà nói kiện giáp chọi kìa ném không đủ chết đâu rồi chết sao mà đỡ nổi còn quá trời cái đánh này mà nhiều cái đánh vãi luôn lùi một tiếng hai ra trận thôi nó quấn xuyên qua cái đâm gián tiếp xuyên qua tới khiên luôn hả trời ảo đấy anh em thấy không nhìn con gió thánh bên kia là anh em thấy nè đầy cây này ha đó gián tiếp ngược trở lại sắp chết rồi sắp đi luôn rồi đầu nè đầy cây nè nhìn nè đầy cây đó giật lại còn miếng máu cái gì hoài đó đầy cây đó giật lại còn miếng máu nhưng nào chết trời cứ tiếp tục nè đầy cây đó còn miếng máu tới sáng luôn đó nè tới sáng luôn đánh tới sáng là có nhiêu đó đó không có gì thay đổi hết đợi sát tứ phương đó vậy đó tầm ngoại đó thánh bên này máu châu châu xíu nữa là bên kia đi à xíu miếng máu
nó lo lỗi anh em, chứ đúng ra quýnh vô khiên của ông đại kiều đâu có tính đam gián tiếp đâu, xuyên khiên của ông tiểu kiều đâu có tính đam gián tiếp đâu, nhưng mà cái này không biết nó lo lỗi gì vậy, nó vẫn tính luôn á, nó lỗi hiệu ứng mình cũng không biết. Mà đa số mấy ông này không xài tư cẩm nang tào tháo ha, có cái meta này cầm cần cẩm nang tào tháo phải luôn. Rồi nè bây giờ hết khiên nè. Rồi không 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 có cẩm nang tào tháo này, mấy ông giờ biết không có cẩm nang tào tháo à. Đa số mấy ông này không có xài cẩm nang tào tháo tại vì ông ý vô ông tư mí quá. Nghĩ là tư mí là quýnh là xuyên qua khiên xuyên bất tử nên là không có lấy cẩm nang tào tháo làm gì. Có thiệt tư mí là quýnh full xuyên qua khiên luôn mà với điều kiện nó phải còn sống nha, đâu khi nó chết còn mình cho thánh căng hết không hôm nay là tháo cũng không căng nổi, còn cự giáp tự tạo thôi không cần ai búp luôn á. Trong thấy mùa này là mấy con búp máu để cho vui thôi, có thấy nó chơi game đâu. Em thấy mùa này là con đại kiều là vô góc đứng rồi, nãy giờ mấy ông có nhìn thấy nó dùng chiêu nào không? Hình như chưa được đó dùng chiêu nữa. Thôi mình một mình con võ thánh nó quánh xong là đi rồi đó. Bây giờ con kiều ra xóa được cái kiền rồi nè. Xóa được cái kiền nè. Con kiều nó giải quyết tất cả mọi thứ. Chứ không thôi con võ thánh kia nó chém chết luôn á. Còn bom lôi. Thấy không, con kiều nó ra làm nhẹ cái, võ thánh làm nhẹ cái lụm. Còn nó chơi như mùa này à, cũng lôi nó cũng chí mạng lắm. Rồi đây là trận thứ năm, nói chung là ông đi cây này win cũng cặn như giật thịt chứ đâu phải đơn giản win khơi khơi đâu, áo lực chiến nhiều như cái mùa này chơi game là gung đúng gung luôn. Mấy cái mùa mấy mùa trước rồi cái tăng rồi ha, ui ngồi nhịp giò cũng win, rồi nhịp giò biêu xong full tăng xong rồi bút máu rồi này nọ các kiểu xong rồi nhịp giò, ui mày sao quên nổi. Còn cái mùa này nữa ngồi tính mày ngồi tính cái kiểu là điểu nói chung là tem của ông DK này ông biêu vậy là chuẩn rồi, ship cơ tướng cũng ok rồi. Vấn đề nằm ở chỗ là con võ thánh nó bị ngáo thì nó ngay cái lúc mà nó ngay cái trận nó chơi đá thì chịu anh em, nó chỉ kích liên tục cước làm sao đỡ. Võ thánh đôi khi ngáo đá cái là mệt liền đó chứ. Nhưng võ thánh bên này vẫn gây gì và lầy lọ, mấy ông tin tôi đi, ông ETH bây giờ ông dục thiên tướng tầng thôi, tầng sau mấy ông đổi liền dễ gì. Dễ gì ổng không đổi. Thấy thiên tướng yếu xìu, mắt bá phe đợt này. Trời ơi, mấy ông thấy chưa? Tuy rằng là bá chủ đi bá chủ, nhưng mà ông Ken nó quýnh muốn tan nát cái tem mà kìa. Ở meta này quýnh quýnh cà phê thiệt. Một lượt một, anh em thấy một lượt một là tem bấy nhảy hết chưa? Chưa qua lượt hai đâu. Và tới lượt hai là tem là mắc con men sạch hết rồi đó. Bây giờ là chỉ có cái chống đỡ mà đỡ thôi. Chứ mà mấy cái khiên bất tử cũng chịu không nổi tư mí đâu. Có mấy kích hoạt mấy dòng chống đỡ anh em. Thì xài cũng tiêu được chống đỡ với lại khi cẩm nang á. Đỡ bớt đâm gián tiếp đi. Đỡ bớt đâm trực tiếp nữa. Mà bây giờ mà né tránh thì cũng hơi khó. Đây cái khiên chí mạng ra nè. Rồi xong đang nước ngon lành. Kiện giáp nó chọt phát đi luôn. Tôi nói thiệt chứ mấy ông cái giáp nó cọ chọt mà phát đó mà còn một miếng máu ha. Còn giờ nó chém chết luôn cái tay mình này đó. Con di kích nhiều lắm đó.
Ôi tôi mới hôm nay còn lực giả men, nhưng mà cái yến giáp nó chọt phát là chết, chọt phát là chết nè. Nó đó mà cái mấu chốt đó chứ không phải win là ngồi gãy giò win đâu, không có win căng thẳng vãi nồi luôn đó chứ. Đây sau khi mấy anh đam bên kia lật xe bấy bá hết trơn rồi, bắt đầu đại kiều mới bút đựng cái không. Tôi mới ông lực thiệt, công nhận tư mới của ông đi cây lực thiệt, chọt cái nào ra hồn cái đó. Đọc một phát thời má ảo me Canada thiệt. Ok bây giờ mình sẽ xem thống kê đam nè, gián tiếp của Võ Thánh Quang Vũ 150 ức, khủng khiếp chứ, 150 ức. À ông quýnh quá nhiều, ông gen này ông quýnh quá nhiều đi. Hồi nãy anh em thấy chi kích đen chi kích còn đâu biết bao nhiêu cái chưa được quýnh á, tư mỹ sao nó chọt có mấy phát sao chết queo á, thua luôn không biết. Tôi cũng không nghĩ là pha đó chọt chết đó chứ, không chọt chết là thua ngược nữa, thua thêm chặn nữa rồi. Đây Võ Thánh chết rồi nè, Đôn chết rồi luôn nè. Cho anh em xem đồ đẹp của ông Ken cái nè. Đây ông Ken cầm con Võ Thánh. Võ Thánh này xài cái dưỡng vàng nhá, vàng cái này và thù nhỏ không phải báo, với lại chiến pháp mới. Cái chiến pháp mới này hợp với Võ Thánh vô cùng luôn. Tôi phải nói với mấy ông là cái chiến pháp mới này khủng khiếp đối với Võ Thánh luôn. Nó kiểu như cái nó mà tử sinh tử vong, nó miễn tử vong mà khi mà nó chỉ tử vong rồi cái là xong luôn, nó đi ra nó lại kích hoạt nha, hồi sinh sẽ tái lập hiệu quả nè. Đó sau khi ấy xong rồi được bao nhiêu đây nè, còn lại bao nhiêu đây nè, cộng thêm cái nội tại, cộng thêm phá mệnh rồi, cộng thêm tùm lum chứ. Cái này là khỏi nói rồi, cái này thì bên kia nhận ngự thì bên này cũng có ngự. Từ thì giờ tự tạo từ thú từ này từ kia nhiều lắm. À, chiến pháp này trong chiến đấu bản thân sẽ không nhận hiệu quả có lợi và bất lợi đến từ võ tướng khác ngoài bản thân, gồm cả phe địch và phe ta, ngoại trừ thằng thú và thằng võ. Và thằng võ phong ngắn vẫn được hả ta, đúng không? Thằng thú à, thằng thú ấy vẫn được bình thường đúng không? Ừ vậy thì cũng được đấy, tại cái những vàng này khỏi sao cái định cũng được. Thôi ông này xài cẩm nang đây. Và bây giờ vẫn là đồng thủ đại kiều ha. Ở Tư Mỹ, Tư Mỹ thì xài tiếng khói ngọc. Hẹn chi không có đạp. Giờ này em còn xài tiếng khói ngọc nữa nè. Hẹn chi Tư Mỹ của không lực. Em thấy mấy cái pha mà Tư Mỹ chọn đâu thấy lực đâu. Rồi qua coi lại sơ sơ coi ông có chỉnh sửa gì về cẩm nang không, từng rồi mình cũng đã xem rồi nhưng mà cập nhật liên tục anh em. Chết cũ ô ơ biện pháp khi định sẵn sàng tấn công, hẹn chi ông thích đủ đam gián tiếp thì sao mà đỡ được. Đúng rồi, chọc mấy phát là đúng. Sau khi tướng cùng phe ta hành động, bản thân tăng 500 sát thương gián tiếp, tối đa tăng 30%, được 30% gián tiếp duy trì cả lượt, duy trì cả một lượt nên. Đây không có xài tiếng thói nha, thói là bóp lắm. Hồng kia tương đối yếu là do xài tiếng thói á, tầm đây mình còn xài tiếng thói 70 mấy triệu công, bom xích cửu ô. Chiến pháp của ông đây lập mưu lực, lập mưu động như lôi đình không dừng luôn bạn. Bao nhiêu cây whip là ông cho con tư bí xài hết rồi, cho nên con Võ Thánh này giống kiểu phụ vậy thôi nè. Tuy rằng đá đấm đồ thì nói các kiểu thì vẫn ra một con năm chín á, cẩm nang rồi cũng vẫn ra một con năm chín nhưng pháp xài nếu như Võ Thánh là xài cái lập mưu là không ngon nè. Động như lôi đình thì được, nói chung là được, động như lôi đình tạm được nè, nói chung xài được. Còn cái thằng tóc này thì đối với mỗi ngày full cẩm nang full chiến khắc kim thì nó hơi thùng chút xíu. Và cái này với cái này hai cái trực tiếp là không ngon nè. Cái này khi độ điểm nổ khí thấp nhất tăng sát thương trực tiếp khi tấn công, nó tối đa tăng trực tiếp không à. Nói chung là ổng xài mấy cái này là toàn trực tiếp không anh em, còn cái gián tiếp là ổng dục hết chân cho con này rồi.
Trương Mỹ này, còn mấy con khác để mình xem hết những các con có chiếm cái nào cũng vỗ thánh xài được không? Mấy cái nào cũng vỗ thánh xài được và có cái gì chiếm cái nào không? Nhỏ nè. Từ một tiếng phê nè đây, giờ chiếm pháp có vỗ thánh xài được nè. Không những gì xài được. Ủa tặng cầm lại ông này full chiếm pháp kim rồi nên phải lo về vấn đề nhiều chiếm pháp. Có thằng nộ nữa nè. Nói chung vừa quá thằng nộ mà đi quá thằng nộ với lại cẩm đang áp đảo cũng ok lắm anh. Võ thánh á, võ thánh mùa này á, nếu mà đi võ thằng nộ với quá thằng nộ thay vì ông xài mấy cái này ông cho thêm cẩm đang áp đảo đúng không, cho thêm cẩm đang áp đảo cái ông cho thêm bỏ đi cẩm đang dưỡng vàng đi, dưỡng vàng không chặn được có nhiều ngự đâu đúng không, giờ ông bỏ cái dưỡng vàng đi chứ bắt đầu ông chuyển qua quăng cái áp đảo ngọc vô cái xong rồi cho cái quả thằng nộ vô nữa thì võ thánh đam gián tiếp nhìn cũng hơi bị khủng. Ê, cái meta này là tôi suy nghĩ khơi tôi nói thì khơi chứ mấy ông nghe thôi, còn tôi chưa thấy ông nào mà đang xài hiện tại là đang xài combo quả thằng nộ. Tôi coi đi, mục tiêu đây bây giờ mình ra mình sẽ coi lại nhưng là mình chưa có đủ level để mà coi những thằng cẩm nang, cái bữa nào mình coi đủ không rồi qua cái bên cái cụm nào mà coi có cẩm nang được rồi coi cho anh em xem cái combo đó. Nói chung bây giờ cũng khá là mạnh đó, tại vì những con ngày cụm mới sau này nó không có đủ điều kiện chứ mới còn cái dạng nhà của mấy ông này là dạng như là full á, full đồ hết trơn rồi, cho nên muốn tạo meta gì thì tạo, muốn tạo kiểu chơi gì cũng được. Tôi thấy cái quả thằng nộ mà xài với lại áp đảo ngọc đi với võ thánh mùa này thì cũng khá là ok đó chứ, không cần phải qua ngô quảng hán bình thường, quảng hán bình thường chỉ cần có thiêu đốt là nó dứt được à. Nó đâu cần tăng thêm đam chi kích đơn đam thiêu đốt được gì đâu anh em, đâu cần đam bên ngô làm gì, quảng hán bình thường nha, nhưng mà xài quả thằng nộ vẫn tính coi nó là thiêu đốt, vẫn tính thêm đam phòng chặn được cái đó được, thấy cùng một hợp lý để coi có ông top nào hóng ông top nào mà build cái tem đó là tôi hóng liền luôn. Có thằng nộ đi chung với lại ấy đâu sau này sẽ là một trong những hot beta, hiện tại tôi chưa coi đồ dám cẩm nang, tôi mà coi đồ dám cẩm nang được combo được bao nhiêu đam, và mấy ông nếu mà đã xem được rồi thì mấy ông vô coi thử combo đó bao nhiêu đam gián tiếp cộng thêm cho con võ thánh phá mình mùa này nữa thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Rồi video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, chúc anh em xem video vui vẻ nha, bye bye nha.